Để giúp hội viên phụ nữ tiếp cận với phương thức sản xuất mới, tạo ra sản phẩm sạch, đầu năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa đã thành lập tổ phụ nữ khởi nghiệp trồng rau sạch với 6 thành viên. Qua thời gian sản xuất, nhận thấy trồng rau phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nên chị Nguyễn Thị Ngọc, tổ trưởng tổ phụ nữ khởi nghiệp đã tiên phong xây dựng mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới. Hiện mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao bởi năng suất, chất lượng rau luôn ổn định. Gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc, hội viên phụ nữ phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa đang sản xuất gần 8.000 m2 rau ăn lá. Năm 2019, chị Ngọc được hỗ trợ 60 triệu đồng từ chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ nông nghiệp thuộc nghị quyết số 05/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và 70 triệu đồng từ nguồn vốn vay khởi nghiệp của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phước Hưng. Từ sự hỗ trợ này cộng với nguồn vốn của gia đình, chị Ngọc đầu tư xây dựng 5.000 m2 nhà lưới, hệ thống tưới tiết kiệm với kinh phí gần 500 triệu đồng. Chị cũng tích cực tham gia các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng rau an toàn trong nhà lưới do các cấp hội phụ nữ tổ chức. Sau 4 năm triển khai, mô hình đang mang lại hiệu quả tích cực. Thứ nhất là nó vừa đỡ tiền là đỡ này phân thuốc với này đỡ ảnh hưởng sức khỏe cho con người, là mà đầu ra là nó cũng an toàn hơn, nó cũng nhiều rau hơn, nó không bị mưa bị dập hơn. Ví dụ như ngoài trời thì nó chỉ được là 60%, nhưng mà trong nhà lưới là phải được 80-90%, mà giá sản phẩm nó cũng cao hơn. Những bà con mà biết tiêu dùng là sẽ ăn nó đã sẽ khác. Hiện nay vườn rau nhà chị Ngọc có từ 14 đến 17 chủng loại với sản lượng đạt từ 400 đến 500 kg một ngày. Nhờ sản xuất an toàn, sản phẩm rau của chị Ngọc được cung ứng vào siêu thị Go Bà Rịa, Phú Mỹ và một số tỉnh thành lân cận. Sau khi trừ chi phí mỗi tháng, chị Ngọc lãi từ 60 đến 80 triệu đồng, đồng thời tạo công ăn việc làm cho nhiều phụ nữ tại địa phương. Như hiện tại bây giờ là chị thường là 8 nhân công. Là đã đào tạo cho được nhà mình là 4 nhân công, còn mượn bên các chị phụ nữ là ban ngày đi làm công nhân, xong là tối là các chị làm từ 6 giờ đến 9 giờ là làm theo tiếng. Nếu mà bây giờ được ví dụ như được 1, 2, 3 cái siêu thị Conmart hay là siêu thị Lotte mà nó ký hợp đồng với chị, mà nếu mà nó chị vẫn phát triển thêm. Và chị Ngọc là cũng là một trong những người tiên phong trong việc làm nhà lưới như hiện nay, và cái thứ hai là hỗ trợ giúp đỡ cho hội viên trong tổ cũng như là về kỹ thuật cũng như là nhân công, thì qua đó tạo điều kiện giúp cho chị em trong cái tổ đó phát triển hơn là về kinh tế cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm. Nhằm giúp hội viên nâng cao hiệu quả sản xuất rau, nhất là áp dụng phương thức sản xuất an toàn đáp ứng nhu cầu thị trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phước Hưng sẽ tích cực tuyên truyền vận động, hỗ trợ chị em tiếp cận các nguồn vốn vay cùng kỹ thuật sản xuất để phát triển mô hình trồng rau trong nhà lưới, qua đó cải thiện thu nhập của hội viên.